Phạm Quỳnh Anh công khai ảnh phun không che bạn trai lâu năm, sánh đôi hẹn hò trốn đông người. Trên mạng xã hội, Phạm Quỳnh Anh vừa tiết lộ đã có buổi hẹn hò với bạn trai lâu năm khiến người hâm mộ xôn xao. Bởi thời gian qua, nữ ca sĩ vẫn luôn giấu kín danh tính và diện mạo của nửa kia làm dân tình vô cùng tò mò. Tại thời điểm khi công khai mang bầu lần thứ 3, Phạm Quỳnh Anh cũng thẳng thắn chia sẻ về chuyện tình cảm với người ấy. Tuy nhiên về danh tính cũng như vẻ bề ngoài của bạn trai, cô đều ra sức giấu kín. Điều này vô tình khiến người đẹp vướng vào luồng ý kiến trái chiều từ phía công chúng. Vào chiều 4 tháng 10, Phạm Quỳnh Anh đã đăng tải đoạn video mới trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ sinh năm 1984 bất ngờ chia sẻ khoảnh khắc xuất hiện bên cạnh một người đàn ông. Kèm theo đó, Phạm Quỳnh Anh viết: "Tối qua hẹn hò cùng bạn trai lâu năm, cư dân mạng liền dần dần xôn xao cho rằng nữ ca sĩ sinh năm 1984 công khai hình ảnh cùng bạn trai sau thời gian giấu kín. Tuy nhiên thực tế, đoạn video này ghi lại khoảnh khắc Phạm Quỳnh Anh tham gia buổi công chiếu sớm bộ phim điện ảnh Giao lộ 8675 diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh với nam ca sĩ Ưng Hoàng Phúc. Được biết cả hai đã có mối quan hệ thân thiết hơn 20 năm. Ưng Hoàng Phúc và Phạm Quỳnh Anh từng là cặp song ca được yêu thích nhất những năm thập niên 2000. Cả hai có loạt hit đình đám như Nếu ta còn yêu nhau, Anh không muốn bất công với em, Sao không là anh." Phạm Quỳnh Anh trở thành mẹ ba con vào tháng 7 năm 2022 sau khi sinh bé gái Tuệ Nhi, Joel tên ở nhà, với bạn trai. Cô chia sẻ khoảnh khắc được cầu hôn và cho biết nửa kia rất quan tâm, chăm sóc mình nhưng không tiết lộ danh tính anh. Trước đây từng có thông tin người này có tên bắt đầu bằng chữ K, là một doanh nhân trẻ, kém tuổi nữ ca sĩ. Phạm Quỳnh Anh và chồng mới từng được bắt gặp trong chuyến đi sang Mỹ. Trước đó, cô đã từng cầu xin cư dân mạng dừng việc suy đoán danh tính của nửa kia. Đã bao lần, cứ hễ ai chụp hình ngồi cạnh mình thì người ấy lại bị nghi vấn là chồng mình. Từ em trai cho đến anh bạn thân, giờ lại tới anh rể. Thôi mà mọi người, nguyên nhân khiến Phạm Quỳnh Anh phải lên tiếng phân trần xuất phát từ việc những người khác giới, mỗi khi chung khung hình với nữ ca sĩ, đều thu hút sự chú ý, truy lùng từ phía một bộ phận khán giả nhằm tìm ra bạn trai của cô. Cách đây ít ngày, nữ ca sĩ đã công khai đăng tải lên trang cá nhân loạt ảnh ghi lại khoảnh khắc lãng mạn bên bạn trai. Đây cũng là lần đầu tiên cô công khai hình ảnh của anh lên mạng xã hội, dù chưa tiết lộ gương mặt hay danh tính. Chia sẻ về người bạn đời hiện tại, Phạm Quỳnh Anh cho biết anh rất chu đáo, tâm lý và luôn sẵn sàng đồng hành cùng nữ ca sĩ trong mọi hoạt động. Mẹ bỉm cũng không phải thức đêm để trông con, vì chồng sẽ phụ trách việc này. Trong mối quan hệ yêu đương, Phạm Quỳnh Anh và bạn trai luôn tôn trọng nhau, khéo léo giải quyết khi mâu thuẫn. "Chúng tôi tôn trọng để đồng hành với nhau. Khi có mâu thuẫn, chúng tôi tìm cách giải quyết một cách khéo léo. Thời điểm này, sự bình yên đến với tôi vì tôi đã có sự tôn trọng, tích cực trong suy nghĩ để mọi điều nhẹ nhàng nhất", Phạm Quỳnh Anh từng nói. Không những yêu thương con riêng, tình mới Phạm Quỳnh Anh còn có mối quan hệ tốt với Quang Huy, chồng cũ của cô. Nữ ca sĩ cho biết cả hai đã có dịp gặp nhau trong một buổi tiệc. Quang Huy cũng ủng hộ cô đến với hạnh phúc mới. Giọng ca "Tất cả sẽ thay em" từng chia sẻ Quang Huy cũng biết về người mới của cô. "Cả hai đã biết nhau, cảm thấy không có trở ngại trong cảm xúc cũng như các con tôi cũng rất thương yêu người bạn đời mới của tôi. Đó là điều tôi cảm thấy rất may mắn. Tôi không đi tìm người hoàn hảo vì trên đời này không có người đó. Tôi tìm người phù hợp với mình, ít nhất là họ đồng cảm, chia sẻ và yêu thương những gì mình đã có. Điều đó đã đủ lắm rồi." Có thể thấy sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, Phạm Quỳnh Anh hiện đã tìm được sự an yên bên những người thân yêu, khiến các fan hâm mộ không khỏi ngưỡng mộ.